Những bà mẹ tuyệt vời trong vương quốc động vật điều tuyệt vời các bà mẹ trong thế giới động vật làm cho con, như nhịn ăn gần một năm để chăm con, làm nhà mới cho con mỗi ngày. Thà tự ăn chi mình chứ không chịu rời con nửa bước, điệu con suốt một năm trời sau khi sinh. một Hải cẩu bắc cực Dường như nuôi con trên một tảng băng trôi luôn có gấu bắc cực và những người đi săn lông thú hoành hành vẫn chưa đủ mệt bà mẹ hải cầu bắt cử cho con 48% lượng sữa béo của mình liên tục trong 12 ngày mà không hề ăn uống gì. hai Gấu túi, sống phụ thuộc hoàn toàn vào lá bạch đàn, gấu túi mẹ hiếm khi rời ngôi nhà an toàn trên đỉnh ngọn cây của mình, gấu túi mẹ sinh ra bản sao của mình, nhưng không có lông, không mắt, và không tai. Gấu túi con ở trong chiếc túi đặc biệt của mẹ trong 6 tháng và chỉ ăn sữa mẹ. Sau 6 tháng, gấu túi con bò ra khỏi túi của mẹ, chiếm một chỗ trên lưng mẹ và ở đó thêm 6 tháng nữa. Bà cây bốn ngón, cây bốn ngón sống theo đàn khoảng 20 con, do một cặp vợ chồng làm chủ, cây bốn ngón sinh 2 đến 5 con mỗi lứa và tới 4 lứa mỗi năm. Ở nhóm cây bốn ngón có nhiều trẻ nhỏ, thường các cô dì và các chị trong nhóm chăm sóc cho những đứa trẻ. Sau 21 ngày dưới lòng đất, những đứa trẻ bò lên, tham gia vào bữa tiệc kỹ năng, nơi chúng học các kỹ năng cần có để sống trên sa mạc Kalahari. 4. ông chúa hoàn toàn không đúng khi nói ông mật chúa sống như một nữ hoàng. Vào ngày ấm áp, ông chúa sẽ gặp gỡ với 12 đến 15 con ong đực nhưng chỉ cần một lần này là đủ để con ong chúa thụ tinh cho trứng của cô nàng 2 đến 7 năm. Khi cuộc gặp gỡ kết thúc, ong chúa sẽ đẻ khoảng 2.000 quả trứng trong các mùa xuân suốt cuộc đời mình. năm Oza tan, loài họ người duy nhất còn sống ở châu Á này đang được xem là có nguy cơ tuyệt chủng lớn, hơn nữa phòng sinh sản của chúng vào khoảng mùng 6 tháng 7 năm. Đây cũng là loài thích xây dựng lại nhà, làm bằng lá và cành cây của chúng mỗi ngày. Vì vậy mỗi bà mẹ sống trong khoảng 30.000 ngôi nhà mới trong suốt cuộc đời. 6. Gấu trắng Bắc Cực một môi trường sống mà nhiệt độ về mùa đông có thể giảm xuống tới mức trừ 40 độ F rõ ràng không hề lý tưởng cho việc chăm sóc con cái. Vì vậy, bà mẹ gấu trắng bắc cực thường đào hang để ở lì trong đó suốt những tháng mùa đông lạnh giá. Các bà mẹ sinh con vào khoảng từ tháng 11 đến 2, với mỗi lứa hầu như luôn là hai con, những con gấu con này cũng ở trong hang và ăn sữa mẹ. Đến cuối giai đoạn này, cả gia đình lên khỏi hang và cuối cùng là tìm đường đến những tảng băng trôi trên biển. Tại đây các bà mẹ thường dạy con bắt hải cầu. Trong thời gian này gấu trắng bắc cực mẹ nhịn ăn tới 8 tháng để nuôi hai đứa con háo ăn. 7. Cá ngựa Đối với cá ngựa thì vai trò của người mẹ được hoán đổi cho người cha. Nhiều chức năng của giống cái ở hầu hết các loài lại do cá ngựa bố đảm nhiệm. Cuộc mây mưa xảy ra khi cá ngựa cái gửi hàng chục tới hàng ngàn trứng bên trong túi đẻ của con đực, trong khi con đực xuất tinh trùng để thụ tinh cho những quả trứng này. Trứng sau đó được bọc trong lớp mồ và nhận mọi thứ cần thiết từ người cha trong đó có cả hóc môn thường chỉ thấy ở những con cái. Người mẹ vẫn hoàn toàn vắng mặt trong suốt thời gian này và mỗi ngày chỉ đến thăm các con một lần để tái đảm bảo mối quan hệ với người cha mà thôi. 8. Voi châu Phi, loài động vật hữu nhũ lớn nhất trên cạn này cũng là loài có thời gian thai ngén dài nhất trong các loài động vật hữu nhũ, trung bình 22 tháng. Voi thường đẻ một con mỗi lứa và con con sống hoàn toàn vào sữa mẹ trong vòng từ 4 đến 6 năm. Người ta thường nghĩ rằng những năm tháng hy sinh của voi mẹ và sự bảo vệ của bầy đàn sẽ cho voi con sức khỏe tốt khi trưởng thành, nhưng trên thực tế, rất ít voi con sống sót được đến tuổi trưởng thành. 9. Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương, một con bạch tuộc cái chỉ có một mục đích duy nhất, đẻ được một lứa trứng thành công trong cuộc đời. Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương thường đẻ khoảng 200.000 quả trứng trong hang của mình và bảo vệ chúng bằng mọi giá. Trong suốt một tháng chăm sóc trứng của mình, bạch tuộc cái gần như chết đói và thậm chí ăn một chi của chính mình trước khi rời xa đống trứng để tìm thức ăn. Khi trứng nở, đám con trôi nổi quanh đám sinh vật phù du, trong khi mẹ chúng chỉ loanh quanh tổ, nhưng quá yếu để tự vệ và thường làm mồi cho các loài ăn thịt. 10. Chim cánh cột hoàng đế Nuôi nấng thành công một đứa con thực sự là một thành tựu đáng nể đối với ông bố và mẹ cánh cột này. Các cặp cánh cột hoàng đế thường ve vãn nhau vào tháng 3 và tháng 4, khi nhiệt độ ở Nam Cực vào khoảng trừ 40 độ F. Chim cánh cột hoàng đế cũng là loài sống theo pháp luật, một vợ một chồng, con cái sau khi đẻ một quả trứng sẽ giao trọng trách trông nom con cho con đực, còn cô nàng lên đường với hành trình hàng trăm km trở lại biển để bắt cá nuôi con. Khi trở về, cô nàng sẽ chuyển chỗ cho cả gia đình, rồi sau đó cặp đôi thay phiên nhau chăm sóc con cái, trong khi người kia trở lại biển để kiếm thức ăn về.